Đó. Con nhớ chú là ăn chanh. Ăn chua lắm. Chua chua. Con nhớ ăn chanh cũng chua. À. Chua. Con này ăn gì? Con này ăn gì Quỳnh? Con heo gà con nó không có hai cái sừng. Ô, con gà to quá. Con Quân mang đầy đủ đồ chơi nè. Đây là con gà này to quá. Ê. Cát của ông ơi. Nó bà đuổi lắm rồi. Ừ. Con gà đá sư tử luôn rồi. Con gà là đó ấp ủ chúng con. Lúc này sao lại chúng con lỡ ra. Ừ. Chúng con đã bao lâu? Con vịt thì để chúng con ấp ủ. Lúc nào thì sao là lỡ ra mới hỏi con ấp ủ. Ừ, giỏi quá. Bạn gà làm gì đó luôn? Cái đó là cây gì? Cây này em làm gãy hả? Chơi cái gì chơi kỳ? Ừ? Ta mua đồ chơi cũng cho. Cá thì bơ. Cá thì bơ. Phải ăn cá. Cá ơi. Ơi, làm gì đó? Con gà đang làm gì đó? Cái đó làm gì? Đây nó cào nè. Cái cào nè. Con này nè, con. Đó là con tướng. Đây là con y chang như là con này y chang như là một con cá. Con cá hả? Con cá gì? Cá gì quên, con cá này cá gì nói chị nghe ơi. Cá rồng màu gì? Giỏi quá. Tiếng Anh gọi là gì? Tiếng Anh màu đỏ là gì? Con cá đây là con cá xanh xanh. Ây da. Ủa, con gà đập. Đây. Con này. Con này là con gì? Con gà ăn cá. À, gà ăn cá. Con rắn cào rồi. À. Con rùa rắn cào rồi. Ừ? Ây da. Ây da. Con này là con. Con gì? Con này là con gì? Con gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Con đó là con gì? Không nhớ à? Con gì con? Con này con gì chị không nhớ nè. Con gì? Nó bạch tuộc. Ây da. Đây là con chim cánh cụt hả? Ừ, chim cái cụt sống ở đâu? Sống ở tiết. Tiết, à giỏi quá. Tiết lạnh quá. Cá mập sống ở đâu? Sống ở biển. À, giỏi quá. Lúc nãy con này nó hết ăn thịt người. Ờ, nó ăn thịt đó. Nó ăn thịt người. Úi. Nó
bạn gà làm gì á? Gà làm bé mua lò chế à? Kệ á, cho qua chơi chứ. Sao con gì? Đi chơi như là một con bạch tuộc. Ừ, con bạch tuộc đấy. Con bạch tuộc. Đi chơi như vậy là con chim. Không phải con chim, con gì Quân? Con hải cẩu à. Con hải cẩu. Đi chơi như... Nó biết bay, đi chơi như là một con chim vậy. Không, con này nó cũng sống ở tuyết á, giống như nước á, chứ không phải bay đâu, con đó đâu có bay đâu. Con này màu đen đen, đen xanh trắng. Con nó là con gì? Con nó con gì Quân? Màu xanh. Đây là con cua. Cua màu gì? Là hai cái càng nó kẹp. À. Hai cái càng nó kẹp. Cái nào rồi? Sông băng. Đây là bãi chiến trường nè. Con nào cũng té hết rồi. Quân ơi. Sao té hết rồi? Ê. Cái này nè. Ây da. Con này nó không bắt được vậy. Con đó con gì? Ôi đập luôn. Đạp hết dơ hết quần. Con gì? Con này là con gì? Con màu tím tím á. Hả? Con màu tím á. Nói thử cho chị biết. Nói thử. Con này nó có cái đuôi. Con rùa. Con rùa màu gì? Màu vàng hay màu xanh? Màu vàng. Đi chơi như là giữa quả thầy. Ồ. Đấy bỏ vô đi. Bỏ vào. Bỏ không ra đây vào đây đi. Bỏ vô đi. Đánh nhau luôn hả? À. Trời, dữ vậy. Ơi. Ơi. Ây da, cạp té luôn rồi. Té luôn rồi. Té rồi. Ừ. Ôi. Cạp. Té rồi. Ừ. Cho chị chơi với. Giờ quá. Nó dẹp nha. Cho nó là cái gì Quỳnh? Cái lò xo hả? À? Không phải hả? À? Chứ cái gì? Cái này là của con vịt đó. Nó không có cái này là không kêu được. Đi chơi như cái này, đi chơi như một cái tim. Con hả cái nào vậy? Thank you.
lắp chai gì đó mà. Này, gà làm gì đó? Con kia con gà to kìa. Con kia con gà to kìa. Gà to kìa. Đó. Gà to. Gà to quá. Mẹ gà cắm tay rồi. Có gà cướp bà. Kì kì.